Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin Hoa Kỳ. Nhiều người nhập cư không có giấy tờ sẽ được cấp thẻ xanh. Tờ USA Today ngày hôm nay đưa tin, hàng ngàn người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ sẽ có thể được ở lại làm việc mà không bị trục xuất nếu như đáp ứng được một số điều kiện theo chương trình mới của chính phủ. Chương trình được Tổng thống Joe Biden công bố ở tại một sự kiện về nhập cư ở Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay liên quan đến hàng ngàn người nhập cư kết hôn với công dân Mỹ nhưng hiện nay đang cư trú bất hợp pháp. Theo đó, những người không có giấy tờ và con cái sẽ có thể nộp đơn xin tư cách thường trú nhân tức là thẻ xanh mà không phải rời khỏi nước Mỹ. Nhưng chỉ khi họ đáp ứng được một số tiêu chí. Cụ thể đó là họ phải cư trú tại Mỹ trong vòng 10 năm hoặc là hơn. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm nay và kết hôn hợp pháp với một công dân Hoa Kỳ trước thời điểm đó. Họ không thể thuộc diện từng được ân xá cũng như là không thể gây ra mối đe dọa nào cho an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Các giới chức cho biết, trung bình những người đủ điều kiện tham gia chương trình đã cư trú được 23 năm. Theo luật hiện hành, nhiều người di cư muốn có tư cách pháp nhân trước tiên thì phải rời khỏi nước Mỹ và chờ được giải quyết ở nước ngoài trong quy trình có thể sẽ mất đến nhiều năm. Quy định mới sẽ cho phép họ được ở lại làm việc đến 3 năm, trong khi xin tư cách cư trú hợp pháp. Giới chức cho biết là chương trình này sẽ hỗ trợ khoảng 500.000 vợ hoặc là chồng của những công dân Hoa Kỳ khỏi phải bị trục xuất và giúp cho họ làm việc hợp pháp trong vòng 3 năm. Chương trình này cũng sẽ bảo vệ khoảng 50.000 người dưới 21 tuổi là con của một người nhập cư kết hôn với người công dân Hoa Kỳ. Những người được chọn tham gia chương trình sẽ có 3 năm để nộp đơn xin thường trú. Chính phủ tin rằng quy định mới sẽ củng cố nền kinh tế và thúc đẩy sự đoàn kết gia đình bằng cách cho phép các cho phép họ ở cùng với nhau trong khi chờ đợi hồ sơ pháp lý được phê chuẩn. Tòa án tại New York bác đơn của ông Trump xin hủy lệnh cấm phát ngôn. Tòa án tối cao ở tiểu bang New York vào hôm thứ Ba 18 tháng 6 đã bác bỏ đơn của cựu Tổng thống Donald Trump xin hủy bỏ lệnh cấm phát ngôn, tức là gag order, trong vụ chi tiền bịt miệng. Theo đài CNBC cho hay, tòa kháng án ở New York đã ra quyết định ngắn gọn từ chối xử đơn kháng cáo của ông Trump với lý do không có vấn đề hiến pháp quan trọng nào liên lạc trực tiếp. Trước đó, luật sư của cựu Tổng thống Trump yêu cầu ông Juan Merchan là chánh án giám sát vụ này phải hủy bỏ lệnh cấm phát ngôn vì phiên tòa xét xử đã kết thúc. Tuy nhiên, biện lý cuộc tại Manhattan đề nghị ông Merchan giữ nguyên lệnh này ít nhất là cho tới sau phiên tòa tuyên án và một số đơn đề nghị sau đó được giải quyết. Riêng ông Stephen Chung, là phát ngôn viên của ban tranh cử của cựu Tổng thống Trump, đã ra tuyên bố như sau. Họ sẽ tiếp tục tranh đấu để chống lại lệnh cấm phát ngôn vi phạm của chánh án Merchant. Và ông cho rằng lệnh này đã bịt miệng sai trái cựu Tổng thống Trump vào cao điểm chiến dịch tranh cử. Các cử tri có quyền nghe thông điệp của ông. Vào tháng trước, cựu Tổng thống Trump đã bị kết tội với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho diễn viên phim khiêu dâm, đó là cô Stormy Daniel, trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016. Ông Trump sẽ bị tuyên án vào ngày 11 tháng 7 sắp tới đây, tức là chỉ 4 ngày trước khi đảng Cộng hòa tổ chức hội nghị để lựa chọn người ra tranh cử chức vụ Tổng thống năm nay của đảng Cộng hòa. Mật vụ Hoa Kỳ bị cướp ở tại California trong lúc Tổng thống Biden gây quỹ. Cảnh sát thành phố Tustin đang truy tìm các nghi phạm đã dùng súng cướp một nhân viên mật vụ Hoa Kỳ và bị bắt trả lại, theo tin từ đài KTLA. Theo Sở Cảnh sát Tustin, sau khi được tin báo có một vụ cướp dường như là vừa xảy ra, cảnh sát liền đến góc đường Stardust Land và Westwood Drive trong khu cư dân Tustin Fields. Ở tại đây, cảnh sát gặp nạn nhân tự nhận dạng là một nhân viên mật vụ Hoa Kỳ khai báo là mất một cái túi sách sau khi bị cướp dí súng. Trong lúc xảy ra vụ cướp, người đặc vụ này đã nổ súng bắn lại kẻ cướp. Tổng thống Biden đến Nam California vào cuối tuần qua để dự một buổi gây quỹ ở Los Angeles. Không rõ liệu nhân viên mật vụ bị cướp có thuộc về thành phần tháp tùng tổng thống hay chăng. Một số tài sản của nhân viên mật vụ đã được tìm thấy sau đó. Cảnh sát cho biết, nhưng các nghi can vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát không chắc liệu có nghi phạm nào bị trúng đạn hay không. Để tìm các nghi phạm thì cảnh sát cung cấp hình ảnh được trích xuất từ camera về một chiếc xe Infinity FX35 màu bạc đời 2004 đến 2006 đã rời khỏi nơi xảy ra vụ cướp và đồng thời kêu gọi công chúng giúp đỡ chỉ điểm kẻ cướp có võ trang. Ai có tin tức có thể liên lạc với sở cảnh sát của Tustin qua số điện thoại là 714 573 3372. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Một vị giám mục tại New York bị lệnh án tù 9 năm vì đã gian lận và tống tiền Giám mục Lamar Mueller Whitehead, 46 tuổi, ở Brooklyn của New York vừa bị kết án 9 năm tù giam vì hàng loạt các tội danh liên quan tới gian lận tài chánh và tống tiền. Ông cũng bị buộc tội đưa ra các tuyên bố sai sự thật với các nhân viên điệp vụ thực thi pháp luật liên bang và bị kết án thêm 3 năm quản chế, phải trả 85.000 Mỹ Kim tiền bồi thường và bị tịch thu 95.000 Mỹ Kim. Mueller Whitehead là giám mục của nhà thờ Leaders of Tomorrow International Ministry đã gây chú ý vào tháng 7 năm 2022 khi ông bị cướp số trang sức trị giá tới 1 triệu Mỹ kim trong một buổi lễ phát hình trực tiếp. Luật sư Hoa Kỳ là Damian Williams mô tả ông là một kẻ lừa đảo đã lợi dụng vị thế của mình để thực hiện các hành vi gian lận bao gồm việc lừa đảo một giáo dân đầu tư 90.000 Mỹ Kim từ quỹ hưu trí của người này. Luật sư của ông Mueller Whitehead là Dow Florio tuyên bố rằng thân chủ của ông vô tội và khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi kháng cáo. Người này còn bị cáo buộc là đã thuyết phục một doanh nhân đầu tư 5.000 Mỹ Kim và cố gắng vay 500.000 Mỹ Kim khác Bên cạnh đó là các cổ phần trong các vụ giao dịch bất động sản với lời hứa là sẽ giúp cho người này đạt được sự ủng hộ từ thị trường thành phố New York. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng vì giám mục này không thể thực hiện những lời hứa của ông và đã nộp các đơn xin vay kinh doanh giả mạo, có đó ăn cắp hàng triệu Mỹ kim. Ông Mueller Whitehead cũng nổi tiếng với lối sống xa hoa lái xe Rolls Royce và sở hữu một căn biệt thự trị giá là 1 triệu 600 ngàn Mỹ Kim ở New Jersey, cùng với các tòa chung cư ở Connecticut. Số điện thoại liên lạc của nhà thờ của ông đã không hoạt động vào thời điểm được thông báo. Cháy nhà tại tiểu bang Georgia khiến 6 người thiệt mạng. Một đám cháy vừa bùng phát ở một ngôi nhà ở quận Coeta thuộc về tiểu bang Georgia khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 5 người khác đã bị thương. Theo truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát vào thời điểm có 11 người đang ở bên trong ngôi nhà này. Trong số những người thiệt mạng có ba trẻ, những người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị, một vài người trong số đó bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa cũng đang điều động đến hiện trường để dập đám cháy. Hiện nay chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Một tài xế tại Hoa Kỳ bị kết án 32 năm tù giam sau khi bắn vào một phụ nữ và người qua đường. Ông Kenneth Mills Davis Jr, 45 tuổi, tài xế của chiếc xe Mercedes vừa bị kết án tù 32 năm sau khi ông này bắn vào một phụ nữ và những người qua đường ở thủ đô Washington trong một cơn thịnh nộ trên đường phố vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Sự việc xảy ra khi người đàn ông 45 tuổi này cảm thấy bị một phụ nữ cắt ngang đầu xe khi đang di chuyển, cho nên ông ta đã dừng lại và lấy súng bắn vào chiếc xe của phụ nữ kia, khiến cho người này bị thương ở cánh tay. Hai đứa con của phụ nữ nói nói trên, bao gồm một em 5 tuổi và một em 11 tuổi, cũng có mặt trong xe lúc đó. Tài xế Davis này đã bị kết án về một tội danh tấn công với ý định giết người khi mang vũ khí. Bên cạnh đó là ba tội danh tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, cùng với 4 tội danh sở hữu vũ khí trong khi phạm tội bạo lực. Nghi phạm bắn tổng cộng 13 phát đạn, 6 phát trúng vào xe của người phụ nữ kể trên và 7 phát đạn trúng vào những người qua đường, nhưng may mắn là không ai khác ngoài người phụ nữ kia bị bắn. Một em bé 5 tuổi bị thương do mảnh kiến vỡ từ vụ nổ súng người phụ nữ này đã nhận diện davis từ hàng loạt các bức hình của cảnh sát và cho biết rằng tim cô vẫn đập mạnh khi nhìn thấy bức hình của nghi phạm trong khi đó luật sư của davis là manita lurkin cho rằng người này đã thông báo cho tòa án rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo và tiếp tục chiến đấu để chứng minh là ông vô tội Người đàn ông nói trên cũng đã viết thư cho thẩm phán, bày tỏ lập trường rằng ông ta không tin rằng ông đã nhận được một phiên sự công bằng và vẫn giữ lập trường là ông ta vô tội. Sở thuế muốn bịt lỗ hồng giúp người giàu đóng thuế ít và sẽ lợi được khoảng 50 tỷ Mỹ Kim Bộ Ngân Khố cho biết là Sở Thuế Liên bang IRS hiện nay đang có kế hoạch chám đi lỗ hổng thuế vụ khổng lồ đã từng giúp cho giới giàu có ở trong nước đóng thuế ít đi để có thể làm lợi cho Ngân Khố Quốc gia khoảng 50 tỷ Mỹ Kim trong thời gian là một thập niên. Quy luật và những hướng dẫn thuế vụ mới đã được công bố, bao gồm một kế hoạch chủ yếu là chấm dứt những lỗ hổng đã từng giúp cho các nhà kinh doanh và các dân nhà giàu tránh về việc khỏi phải đóng thuế nhiều. Các giới chức chính phủ Tổng thống Biden cho biết các lỗ hổng thuế vụ đó đã giúp cho nhiều người giàu có ở Mỹ có khả năng tránh né nghĩa vụ phải đóng thuế đúng theo như là mức lợi tức thu vào của họ. Bộ Ngân khố cho hay đã có một lỗ hổng trong tổng số thuế thu vào trị giá lên đến là 160 tỷ Mỹ Kim, gây ra do giới giàu có, chỉ chiếm có khoảng 1% tổng số người có lợi tức phải đóng thuế. Đóng quá ít thuế khiến cho họ được xem như là còn thiếu tiền nộp vào ngân sách quốc gia trong năm qua các biện pháp chống trốn chốn thuế mới sẽ được đem ra áp dụng và không cho phép sử dụng thủ thuật chuyển tiền trên căn bản hợp tác kinh doanh vốn đã từng giúp cho các doanh gia luân chuyển tiền bạc trong nội bộ của công ty để mà món tiền đó khỏi phải lộ diện ra trong hồ sơ và để rồi họ phải đóng thuế Ông Mike Johnson, một cố vấn cao cấp và cũng là một chuyên gia thuộc về Trung tâm Luật Thuế ở tại Luật Khoa Đại học New York University, cho biết rằng các vụ chuyển tiền qua lại của dân giàu đã thật sự làm cho lợi tức thu vào và phải chịu thuế của họ đã biến đi mất ra khỏi hệ thống thuế má liên bang. Kế hoạch tận thu các nguồn thuế mới sẽ được đưa ra để nằm trong kế hoạch của Sở Thuế Liên bang, nhắm mục tiêu là những tay nhà giàu chuyên gian lận thuế ở mức độ cao những kẻ liên tục thao túng quy luật thuế để đóng thuế ít đi hoặc là không chừng còn trả đóng một đồng thuế nào nữa